lớp Hán ngữ 3 của cô Trà học thứ hai thứ tư. Lớp em thì kết thúc từ tuần trước. Em thì theo cô Trà học từ cuốn 1 lên đến cuốn 3. Thì ban đầu em có thấy bên mình đăng tuyển trên Facebook, thì trước giờ là em chưa có tham gia những cái lớp như thế này, nên là tư tưởng ban đầu là em nghĩ là chắc là chất lượng học mà chất lượng của cái lớp này chắc cũng không có cao. Nhưng mà học xong buổi thứ hai, buổi thứ ba thì em thấy là cô dạy, cô Trà dạy rất là có tâm, giảng rất là, nói chung là rất có kinh nghiệm. Thứ nhất là rất có kinh nghiệm, dạy rất là có tâm. Những cái mà cô cảm thấy là cần thiết cho cái buổi học đó, ví dụ như những cái từ vựng mà nó không nằm trong sách mà nó cần thiết thì cô cũng cho tụi em xem qua, cho tụi em biết là, rồi xong rồi sau này nếu mà có gặp á, thì nói chung là cũng có ấn tượng trong đầu thì những cái buổi học sau nó cũng sẽ tốt hơn. Thì đa số là tất cả các buổi học của cô thì hầu như là em không có bỏ buổi nào, tại vì bỏ thì cũng tiếc, tại vì cô dạy cũng rất là hay. Thì hiện tại là bên em, bên khóa học của em thì kết thúc cuốn 3 rồi. Em cũng hy vọng là bên mình đăng ký cuốn 4, đăng ký học sơ cấp 4 cũng cô Trà dạy luôn. Tại vì trước giờ em học cô Trà quen rồi, với lại